Thưa quý vị và các bạn, nền tảng công nghệ 4.0 hiện đang phát triển mạnh mẽ và tác động nhiều đến hoạt động kinh doanh, trong đó có thương mại điện tử. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một xu hướng mới trong lĩnh vực thương mại điện tử kết hợp với hình thức kinh doanh, kinh tế chia sẻ, tạo nhiều thuận lợi cho cả người bán cũng như người mua. Trước đây, mỗi lần có nhu cầu mua mỹ phẩm, chị Giang phải đến tận cửa hàng truyền thống để mua. Tuy nhiên, với sự phát triển của Internet và thương mại điện tử, giờ đây, mỗi lần cần mua mỹ phẩm, chị Giang chỉ cần đặt hàng trực tuyến là sẽ có nhân viên giao hàng đưa đến tận nhà. Trước đây, mỗi lần cần mua mỹ phẩm thì mình phải tìm đến các cửa hàng có uy tín tại các siêu thị lớn trong trung tâm thành phố. Điều đó thì làm rất là bất tiện, rất là mất nhiều công sức và thời gian của mình để mình mua được những cái sản phẩm tốt như mình mong muốn. Mình biết đến kênh bán hàng Alleluia.com là qua một người bạn của mình. Bạn ấy đã nhắn gửi đường link qua cho mình và mời mình tham gia thành viên. Bạn ấy có nhắc mình là nên lên kênh Alleluia.com để xem, tìm hiểu các sản phẩm mỹ phẩm đến từ Hàn Quốc, từ Úc, New Zealand, Mỹ. Và bạn ấy cũng có đề cập với mình là nên đăng ký, nhấn like, đăng ký tham gia thành viên. Trước khi mua hàng thì mình sẽ được tích góp giảm thêm 10%. Kênh mua hàng trực tuyến mà chị Giang nhắc đến có tên là Alleluia.com, do công ty trách nhiệm hữu hạn Alleluia phát triển. Alleluia là hệ thống thương mại điện tử chuyên về sức khỏe và sắc đẹp, áp dụng hình thức thương mại điện tử kết hợp với hình thức kinh doanh, kinh tế chia sẻ. Tại đây, khách hàng có cơ hội trở thành thành viên của hệ thống thương mại điện tử Alleluia và được hưởng các khoản hoa hồng từ việc mua hàng, gửi phản hồi về sản phẩm, giới thiệu thành viên, giới thiệu mở shop. Bên cạnh đó là cơ hội trúng thưởng các chuyến du lịch trong và ngoài nước. Trước đây khi mà mình chưa biết đến cái trang thương mại điện tử Alleluia thì mình thường lang thang trên những website nhỏ lẻ hoặc là những cái trung tâm thương mại hoặc là siêu thị lớn để tìm kiếm những cái sản phẩm mà mình muốn mua, nhưng thực sự là rất là rối và mất khá nhiều thời gian để mà chọn được những sản phẩm mà mình mong muốn. Từ khi mà mình biết đến cái trang thương mại điện tử Alleluia thì thật sự rất là thích luôn. Mỗi khi mình muốn mua sản phẩm gì thì mình chỉ có việc lên và bấm chọn. Chất lượng thì mình rất là an tâm, nhân viên tư vấn rất là nhiệt tình, ship hàng thì rất là nhanh. Và đặc biệt là mua trên trang thương mại điện tử Alleluia thì mình được hoa hồng, được tích lũy điểm. Từ khi mà mình dùng những cái sản phẩm bên Alleluia thì mình rất là yên tâm, da mình được cải thiện rất là rõ và đi đâu thì mọi người cũng hỏi, mình rất là hài lòng. Dựa trên nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, công ty Alleluia đã nghiên cứu và phát triển website với hệ thống hàng nghìn sản phẩm về sức khỏe và sắc đẹp như mỹ phẩm, nước hoa, thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung, sữa non, máy lọc nước ion kiềm, nhóm sức khỏe sinh lý, sức khỏe sinh sản, sức khỏe trẻ em. Tất cả đều được đảm bảo từ nguồn gốc xuất xứ cho đến chất lượng sản phẩm và được niêm yết giá công khai trên kênh Alleluia.com, giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn. Khi mua sản phẩm trên hệ thống website, mọi thông tin như hóa đơn điện tử, lịch sử mua hàng của mình và thành viên, lịch sử nhận hoa hồng, lịch sử tái sử dụng điểm và rút điểm đều được lưu lại, giúp khách hàng dễ dàng quản lý và kiểm soát. Chúng tôi luôn đặt quyền lợi khách hàng lên trên hết và lấy khách hàng làm trung tâm, cho nên là dành tất cả mọi cái ưu tiên cho khách hàng. Và thường thì khi đi mua hàng chúng ta bị mất tiền, có đúng không ạ? Và chúng tôi làm ngược lại quy trình này, đó là khi khách hàng mua hàng sẽ được tiền. Cái việc mà khách hàng đăng ký trở thành thành viên á, thì chúng tôi giúp cho khách hàng không những tiết kiệm mà khách hàng có thể là kiếm được tiền, thậm chí là rất nhiều tiền. Và trong thực tế là đã có rất là nhiều thành viên có những khoản thu nhập hoa hồng rất là cao ở trong cái hệ thống Alleluia này, và cái thu nhập của các bạn ngày càng tăng dần theo thời gian, dựa vào cái số lượng khách hàng thành viên ngày càng tăng cao. Ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ 4.0, việc mua hàng hóa qua hình thức trực tuyến đã đem lại cho người tiêu dùng nhiều lợi ích thiết thực. Đồng thời với việc kinh doanh thương mại điện tử kết hợp với hình thức kinh tế chia sẻ đã giúp doanh nghiệp tăng trưởng doanh số ổn định, lại tạo được nguồn thu nhập thụ động cho khách hàng thành viên, mà Alleluia là một đơn vị điển hình đã tạo được thu nhập cho cả người bán lẫn người mua. Trong chương trình công bố thương hiệu xuất sắc, nhà lãnh đạo tiêu biểu thời hội nhập lần thứ 6 năm 2019 do Viện Nghiên cứu Kinh tế Châu Á cùng Viện Khảo sát đánh giá chỉ số cạnh tranh phối hợp tổ chức, công ty trách nhiệm hữu hạn hệ thống thương mại điện tử Alleluia.com đã được trao chứng nhận và cúp vàng thương hiệu xuất sắc năm 2019.